Thưa quý vị, thời gian gần đây, cụ bà Nguyễn Thị Việt Dung, 84 tuổi, trú tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nổi danh trong giới chạy marathon khi mà tham gia mọi giải chạy dù đã quá tuổi bát tuần. Đây là điều mà có lẽ nhiều thanh niên còn chưa làm được. Vâng ạ, sau khi mà chinh phục thành công giải marathon hướng về dỗ tổ Hùng Vương tại Phú Thọ vào đầu tháng 4 vừa qua, cụ Dung lại tiếp tục khiến cho nhiều người cảm phục khi mà hoàn thành đường chạy 11 km với cung đường xuyên đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái trong điều kiện thời tiết đường dốc mưa ướt vào ngày 20 tháng 4 vừa qua. Và sự quyết tâm kiên trì của một cụ bà một lần nữa là một chứng minh cho tinh thần tuổi cao gương sáng, tuổi cao chí càng cao. Cụ cũng đã truyền thêm động lực cho nhiều người để vượt qua giới hạn của bản thân, hướng tới thành công. Và hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng với phóng viên của Sống 24 giờ gặp gỡ cụ Dung và lắng nghe cụ chia sẻ cơ duyên đến với bộ môn chạy marathon. Cụ Nguyễn Thị Việt Dung, 84 tuổi, là vận động viên lớn tuổi nhất tham gia giải chạy marathon với cự ly 11 km trong chương trình Biển Đảo, nơi địa đầu Đông Bắc, được tổ chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Để chuẩn bị cho giải chạy này, cụ cùng con trai đã di chuyển từ thành phố Uông Bí ra Móng Cái vào buổi tối ngày 19 tháng 4. Sáng ngày 20 tháng 4, khi đặt chân đến đảo Vĩnh Trung, cụ khởi động nhẹ nhàng tay chân để khi chạy không bị căng cứng cơ bắp. Khi được báo tin là được tham gia giải này, tôi rất phấn khởi, cho nên tôi đã chuẩn bị rất là chu đáo cho cái chuyện chạy này, từ trang bị giày dép, quần áo, trang bị và cho cái điều kiện tập luyện để thực hiện được cái giải này nó thành công. Có thể là sẽ vất vả hơn những cái giải mà ở trong bằng, vì đây có thể có hơi dốc, nhưng mà tôi cũng vẫn cố gắng bởi vì là nó rất là vinh dự và rất là cảm thấy hãnh diện là được tham gia cái đảo giải này và thấy rất là phấn khởi. Sau lễ khai mạc, cụ Dung cùng hơn 300 vận động viên khác chính thức bước vào cuộc đua. Điểm xuất phát là bãi biển ven đảo Vĩnh Trung và đích đến là chân ngọn hải đăng trên đảo Vĩnh Thực. Cụ Dung cho biết, mặc dù tuổi cao nhưng cụ vẫn quyết định tham gia giải chạy lần này vì sự thôi thúc để được chạy tại cung đường rất mới, nơi địa đầu Tổ quốc, là một cảm giác rất tự hào, linh thiêng. Dù trời mưa liên tục, nhiều vị trí dốc cao nhưng cụ Dung vẫn kiên trì, không nghỉ dọc đường hay bỏ cuộc. Chứng kiến hình ảnh cụ Dung chạy bộ bền bỉ trên đường, nhiều người dân đã bày tỏ niềm cảm phục. Tôi bất ngờ chưa bao giờ thấy cụ 84 tuổi mà chạy được vậy. Bây giờ với lần đầu tiên là mới thấy cụ chạy vậy. Tôi 20 tuổi mà tôi chưa bao giờ chạy như cụ kia, ít khi chạy. Nhưng mà cụ đấy chạy như vậy là cụ đấy quá giỏi. Tôi rất ngưỡng mộ cụ. Tôi sẽ cố gắng học hỏi cụ nhiều hơn. Sau hơn 1 giờ 30 phút, cụ Dung đã chính thức về đích trong niềm hân hoan, tự hào của các vận động viên, ban tổ chức và người dân địa phương. Dù thấm mệt, nhưng cụ vẫn nở nụ cười hạnh phúc vì một lần nữa chinh phục thành công giải marathon với cự ly 11 km. Cung đường hôm nay thì có cái thuận lợi duy nhất là nó mưa cho nên nó mát. Nhưng mà nó có khó khăn là nó cũng khi chạy thì nó cũng mệt vì leo dốc. Nhưng mà rồi cũng vượt được qua bởi vì có rất nhiều các cháu động viên bên cạnh. Các cháu trẻ nó bên cạnh nó động viên rất nhiều. Nó bảo nó học tập cụ như kỳ tình là nó động viên cụ nhiều hơn. Cụ rất là lấy làm hạnh phúc và rất là vui vẻ. Những cái hình ảnh như một cụ 83 tuổi hôm nay đi chạy một cái quãng đường 11 km mà trong một cái thời tiết là cũng nóng. Chúng tôi cũng đánh giá đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi cũng muốn là lan tỏa cái tinh thần là rèn luyện thân thể nói riêng, mà cũng là chạy tại một cái vùng đảo xanh như này. Chúng tôi nghĩ đây cũng là một cái lan tỏa, một cái tình yêu biển đảo của mỗi người dân Việt Nam. Hình ảnh cụ Dung tại giải chạy marathon biển đảo nơi địa đầu Đông Bắc đã tiếp thêm sức mạnh và động lực cho nhiều người trẻ. Với họ, sức khỏe dẻo dai và đam mê bộ môn chạy marathon là điều mỗi người cần học hỏi để vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi thực sự là rất vui và may mắn được đồng hành cùng với cụ Nguyễn Thị Việt Dung. Cụ lan tỏa một cái tấm gương sống khỏe, sống đẹp, sống vui thật là tuyệt vời. Dọc đường chạy thì người dân quanh đảo, ôi chúc mừng cụ chạy cố lên nha, cụ cố lên, mà cụ rất là vui vẻ. Đáp lại bà con là cảm ơn, chúng mình cũng hào hứng, rất là cảm ơn cụ rất nhiều. Con có tinh thần để học tập cụ, chạy theo cụ và đi hết quãng đường.
Cái động lực chạy của tôi là tôi nhìn từ cụ ấy đấy, cụ người cũng bí. Và tôi thấy cụ 84 tuổi mà cũng chạy được như thế thì mình không lý do gì mà mình cũng không chạy được. Nên là tôi nhìn đấy mà động lực để tôi chạy. Trước khi tham gia giải chạy marathon biển đảo nơi địa đầu Đông Bắc, cụ Dung đã chinh phục giải chạy marathon ở thành phố Móng Cái vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, cự ly 12 km, và giải chạy trên Phú Thọ vào tháng 4 năm 2024 ở cự ly 10 km. Cụ Dung cho biết, từ hồi trẻ đã rất thích thể thao khi có thể chơi cầu lông, bóng bàn và bơi lội. Sau này về già, cụ duy trì thói quen đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Cách đây 6 năm, cụ Dung bắt đầu tập luyện chạy bộ sau nhiều lần đồng hành cùng con trai tại các giải chạy ở trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh. Đầu tiên tôi chỉ có tập được mấy chục mét thôi. Tập ở trong nhà này này, ở trên kia tôi có cái hành lang nó rộng, thì con đây nó mắc điện sáng, tôi thì sáng. Lúc đầu còn xấu hổ, không dám ra đường. Vòng hành lang của tôi là được 37 mét. Thì đầu tiên tôi chạy được 20 vòng, xong đến 30 vòng, rồi 40 vòng, tôi chạy hơn 100 vòng. Tôi chạy đến khi tổng cộng được 3 km 8 thì tôi bắt đầu là xuống dưới đường tập. Để đạt được thành tích như bây giờ, mỗi ngày vào 4 giờ 30 phút sáng, cụ Dung thức dậy để chuẩn bị tư trang cho buổi chạy bộ đầu ngày ở tuyến đường vắng xe qua lại gần nhà. Cụ bắt đầu chạy từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phút với quãng đường từ 10 đến 11 km. Từ khi chạy, cụ Dung thấy người khỏe ra và không còn ốm vặt. Coi như trước đây là cụ đau đầu gối. Thì bây giờ từ khi cụ chạy, từ khi trước là đi bộ đã đỡ rồi, nhưng khi chạy đến giờ thì hoàn toàn đầu gối hoàn toàn mềm mại, tất cả đều hoạt động được. Cho nên cụ nghĩ là càng già thì càng vận động, chứ ngồi một chỗ thì nó chỉ yếu đi dần đi thôi. Cái thứ hai nữa là cũng khắc phục thì một số các cái bệnh khác, ví dụ như về phổi nó tốt lên thì tránh được những cái chuyện viêm nhiễm vớ vẩn. Nhận thấy niềm đam mê này của cụ, mọi người trong gia đình đều ủng hộ và tham gia chạy cùng. Cụ Dung còn dù được chị gái là cụ Nguyễn Thị Việt Nga, 86 tuổi, trú tại Hà Nội, và em gái là cụ Nguyễn Thị Việt Kim, 80 tuổi, trú tại Lào Cai chạy cùng. Mình cũng theo dõi liên tục, về kể cả nhịp tim, huyết áp, các thứ rồi chạy hàng ngày của cụ mình theo dõi. Mình thấy là cụ vẫn cứ thể chạy được và mình vẫn cứ nhắc duy trì, có những hôm là tăng lên, có hôm giảm đi để cho nó phù hợp với cái sức khỏe của cụ và vẫn là cứ tiếp tục và cụ sẽ còn tiếp tục nữa. Đến nay, cụ Dung có thêm sở thích, sưu tầm huy chương và quần áo của mỗi giải chạy marathon. Dự tính của cụ là sẽ lấp đầy bức tường trong phòng ngủ bằng huy chương. Đây cũng là niềm đam mê mà hiếm người quá tuổi bát tuần có thể thực hiện được.